chào tất cả các bạn. Thì lâu lâu thì mình cũng nên vào bếp để mình làm một số món ăn vặt dành cho các bé ở nhà thưởng thức nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đối với các bạn món bánh tráng cuộn với cái nước sốt thần thánh. Mình sẽ chia sẻ chi tiết ở trong video này. Thì để làm được món bánh tráng cuộn thì ở đây mình có những cái nguyên liệu. Đầu tiên đó là bánh tráng dẻo nè. Rồi trứng cút thì các bạn sẽ luộc chín, mình bóc vỏ và mình sẽ cắt ra làm tư như thế này. Đây là hành phi, rồi đây là khô heo. Các bạn có thể là thay thế khô bò hoặc là khô gà. Rồi đây là rau răm mình đã rửa sạch đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào mình làm bánh tráng cuộn, cũng như là mình chia sẻ hai loại nước sốt để mình ăn kèm với bánh tráng cuộn nha các bạn. Rồi ở đây mình có 5 trái tắc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nước cốt. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nước sốt. Các bạn cho vào đây 2 muỗng canh đường, cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Các bạn cho nước ấm thì mình khuấy đường sẽ nhanh tan hơn. Rồi tiếp theo các bạn cho vào đây 2 muỗng canh tương ớt. Về độ cay thì các bạn có thể là tùy ý mình điều chỉnh nha. Tiếp theo các bạn cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Không quá vung nha các bạn. Tiếp tục các bạn cho đây 1 muỗng canh sốt mayonnaise. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây nước cốt tắc. Đây là 5 trái tắc mình đã vắt bỏ hạt nè các bạn. Cho vào đây. Lúc này các bạn có thể là nêm nếm trở lại xem là nước sốt của mình á, cái hậu chua ngọt đã phù hợp với gia đình các bạn chưa. Sốt mayonnaise mình cho đây thì sẽ có cái độ béo. Nước sốt của mình sẽ là chua chua ngọt ngọt, thơm mùi tắc, cũng như là có cái vị cay và vị béo nhẹ. Sau khi mình đã khuấy tan hết hỗn hợp nước sốt này, bây giờ thì các bạn sẽ cho đậu phộng vào đây. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đậu phộng. Nếu các bạn thích nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng lên nhé. Trường hợp ai thích ăn cay hơn nữa thì các bạn sẽ cho thêm ớt. Ở đây thì mình có ớt sừng bỏ hạt băm nhuyễn. Ớt sừng thì chỉ hơi the thôi. Mình cho đây để mình trang trí cho đẹp mắt đó các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nước sốt. Ngoài ra vẫn còn một loại nước sốt đơn giản hơn. Đó là nước sốt kết hợp giữa tương ớt và sốt mayonnaise. Tỷ lệ sẽ là 1:1 nha các bạn. Tùy sở thích của các bạn nha. Các bạn có thể là tùy ý lựa chọn một trong hai cái loại nước sốt để mình ăn với món bánh tráng cuộn. Thường thì ở ngoài tiệm mình thấy là họ bán á, họ sẽ sử dụng cái nước sốt này là phổ biến nhất, bởi vì nhanh đó các bạn. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị một miếng bánh tráng dẻo như thế này. Rất là dẻo luôn các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho rau răm lên trước nè. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho khô lên. Đây là khô heo. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho trứng cút lên đây. Cuối cùng sẽ là hành phi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cuộn chắc tay lại nha. Mình rửa tay sạch rồi mình làm nha các bạn. Mình mang bao tay thì sẽ rất là khó cuộn. Rồi đến phần cuối này thì các bạn sẽ thấm một tí nước để mình tạo kết dính nha. Đây ha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bánh tráng cuộn rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm thử thêm một hai cuộn nữa để các bạn có thể là mình quan sát cũng như là biết cách làm nha. Rồi đây ha các bạn, đây là bánh tráng cuộn mình đã cuộn xong rồi nè các bạn. Rồi đây là nước sốt nè. Mình sẽ cho thêm đậu phộng, rồi ớt, cũng như là cho thêm trứng đó các bạn, trứng cút nếu mình thích ăn trứng nhiều hơn. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức là món bánh tráng cuộn tại nhà, cùng với cách làm nước sốt để mình ăn kèm với bánh tráng cuộn phải nói là tuyệt của mèo luôn nha. Các bạn hãy thử vào bếp và làm thử món này để dành cho các bé của nhà mình thưởng thức nha các bạn. Và đừng quên cho mình phản hồi bằng cách là comment trực tiếp ở bên dưới.
Nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một món ăn vặt tại nhà như thế này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem hết video của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn ngon miệng, hẹn gặp lại. Bye bye!